Chào mọi người, tôi là người bản địa Vũ Hán. Xin gửi lời chúc năm mới đến toàn thể đồng bào người Hoa trên khắp thế giới. Sở dĩ tôi nói giọng Vũ Hán, mọi người cũng đã nghe được khẩu âm. Chính là để chứng minh rằng tôi là người Vũ Hán bản địa chính gốc. Giờ tôi muốn nói một chút về những tình huống thật sự của dịch bệnh lần này. Là một người bản địa, hết thảy những gì tôi tận mắt nhìn thấy đều là tình huống chân thật nhất, khách quan nhất, ở tuyến đầu nhất. Có gì nói nấy, không bịa đặt, không nói dối. Đầu tiên, tôi muốn nói rằng Vũ Hán là một vùng giao thông trọng điểm và rất tấp nập. Là người dân bản địa, tôi năm nay 30 tuổi, đã sống ở đây 30 năm rồi. Trước giờ, tôi chưa hề nhìn thấy người dân bản địa Vũ Hán ăn mấy món thú rừng gì đó. Người dân Vũ Hán hoàn toàn không có làm những chuyện như thế. Vậy nên, nguồn gốc virus có thật là do ăn thịt thú rừng hay không? Điều này tôi thấy rất đáng nghi và cần chờ mang ra thảo luận. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, lúc 10 giờ sáng ngày 23 tháng 1, Chính quyền thành phố Vũ Hán đã cho ngưng tất cả hoạt động giao thông công cộng ở Vũ Hán. Hơn nữa, đây là phong tỏa thành phố. Vậy thì tôi muốn hỏi rằng, câu phong tỏa thành phố lần này là có ý nghĩa gì đây? Trước 10 giờ buổi sáng ngày 23 tháng 1, những người rời khỏi Vũ Hán chính là những học sinh, sinh viên trở về quê nhà vào dịp Tết. Những người di chuyển gồm cả người làm ăn, đi làm thuê mà số này ít nhất cũng phải một hoặc hai triệu người đúng không đây vẫn là con số ước tính thấp nhất trong số một hoặc hai triệu người này lẽ nào không có ai mang theo virus hoặc bị bệnh chăng lẽ nào không có một người siêu lây lan nào chăng thế thì lúc đó các ông làm gì chính quyền vũ hán các ông chính quyền tỉnh hồ bắc các ông thị trưởng bí thư tỉnh ủy các ông đã làm gì trong thời khắc đầu tiên đó các ông có báo lên trung ương không hay là các ông tô vẽ cảnh thái bình dối trên lừa dưới rốt cuộc là ai phải gánh trách nhiệm này đây tôi cảm thấy là một người dân của thành phố vũ hán hay nói chung là một người dân trung quốc chúng tôi có quyền được biết sự thật này thứ ba trong các bạn học của tôi có những người làm việc ở bệnh viện từ họ và ngay chính bản thân tôi tận mắt chứng kiến được rằng bệnh viện đã chật kín người rồi thiết bị y tế trị liệu hoàn toàn không theo kịp số bệnh nhân điều này nghĩa là gì Chính là bệnh viện không có đủ giường bệnh. Chính là bạn phát sốt rồi, bạn nghi là có triệu chứng nhiễm virus corona nhưng bệnh viện lại không nhận bạn vào điều trị. Tôi cũng không hiểu được vì sao lại có những quy trình tàn nhẫn như vậy. Bây giờ, nếu bạn muốn được tiếp nhận điều trị thì phải làm thế nào đây? Sau khi bệnh viện chẩn đoán cho bạn rồi, người ta phải báo lên cục giám sát vệ sinh thành phố Vũ Hán. Sau khi Cục Giám sát Vệ sinh phê duyệt rồi, họ mới xét nghiệm chuẩn cho bạn, mới chữa trị cho bạn, mới đưa bạn đến bệnh viện của họ, tiến hành cách ly, trị liệu gì gì đó. Bạn không cảm thấy rất lố bịch sao? Nếu bạn ở bất cứ một quốc gia nào trên thế giới, thậm chí ngay cả Bắc Triều Tiên, tôi tin chắc cũng sẽ không có những chuyện nực cười như vậy xảy ra. Người ta nhiễm phải virus này rồi, có thể nói là mạng người nguy trong sớm tối. Vậy mà còn phải đi theo các bước thủ tục rắc rối nhiều khê này khác. Còn như vật tư y tế không đủ, bạn có thể kêu gọi cả nước hỗ trợ đúng không? Một nơi gặp nạn, khắp nơi tương trợ. Giống như động đất vấn xuyên dịch sát năm 2003, chúng ta đã kêu gọi cả nước hỗ trợ phải không? Đến tận bây giờ, chúng tôi những người bản địa Vũ Hán vẫn chưa thấy điều đó diễn ra hơn nữa sau khi phong tỏa thành phố rồi thì vật tư rất thiếu thốn, chính như cái khẩu trang y tế mà tôi đeo bây giờ, bình thường rẻ đến mức không thể rẻ hơn nữa. Còn bây giờ nó tăng giá lên đến 25, 30 nhân dân tệ một gói, mà một gói chỉ có 10 cái, muốn mua thì mua, không mua thì thôi. Các quầy thuốc tự ý bán cũng không có hóa đơn gì cả, chính là như vậy. Rồi thực phẩm ở các chợ lớn, rồi toàn bộ các thương lái cũng do bị phong tỏa thành phố, có người không thể về nhà được. Tôi hỏi họ rằng, lúc nào mới có thể cung cấp thực phẩm tươi mới đây? Họ nói hiện giờ nguồn cung đầu vào của hàng hóa đã không còn nữa. Dù họ có muốn kiếm tiền, có muốn bán cũng đã không có cửa ngõ để nhập hàng nữa. Nói cách khác, tôi muốn hỏi câu hỏi thứ tư rằng, tháng 2, tháng 3 tới, có thể dịch bệnh sẽ bùng phát dữ dội hơn nữa. Thế thì chính quyền thành phố Vũ Hán các ông sẽ xử lý như thế nào? Còn Trung ương sẽ chỉ thị ra sao? Tôi là một người dân thấp cổ bé học. Tôi rất muốn lắng nghe một chút. Rồi các nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày của người dân phải giải quyết thế nào? Ví như tôi là một bệnh nhân bình thường, Giờ chẳng may đột phát bệnh tim gì đó. Giờ đây tất cả các chốt giao thông đi lại đều bị phong tỏa. Giao thông công cộng bị tê liệt. Vậy tôi sẽ tới bệnh viện như thế nào đây? Dẫu tôi có đến được bệnh viện đi nữa, thì bệnh viện đâu đâu cũng đều chật kín bệnh nhân phát sốt chờ xếp hàng. Hỏi còn có ai dám đến bệnh viện không? Có ai dám đến bệnh viện không? Hãy lấy thành phố Vũ Hán mà nói. Chính quyền cưỡng chế phá bỏ di rời chỗ này chỗ kia. Điều động cảnh sát, quân đội làm các công trình hào nhoáng khắp nơi. Họ quét vôi lên các ngôi nhà đã bị phá bỏ của người ta, giống như những ngôi nhà mới toanh vậy. Số tiền được dùng này không phải đều là tiền thuế của người dân chúng tôi đã nộp hay sao? Hiện giờ, chính là lúc cần phải bỏ tiền ra, nhưng các ông lại không chịu chi ra. Lẽ ra, các ông phải lấy tiền thuế đã thu của chúng tôi, dùng để cung cấp dịch vụ y tế công cộng, dùng vào việc khắc phục dịch bệnh lần này. Nhưng các ông đã làm gì? Quả thật là tôi thật sự không thể hiểu nổi. Tại sao một đất nước lớn như Trung Quốc chúng ta, với hơn mấy nghìn năm lịch sử, đã đi đến thế kỷ 21 này rồi mà còn xảy ra chuyện này? Năm 2003 xuất hiện dịch sát, Giờ đã là năm 2020. Vì sao lại vẫn thành ra như vậy? Người ta bị bệnh rồi, phát sốt rồi, nghi nhiễm virus rồi, nhưng đến bệnh viện thì lại không được tiếp nhận điều trị, không xét nghiệm, không điều trị. Bằng như nói khi mắc phải căn bệnh này rồi, khi bị lây nhiễm virus rồi, nếu bạn muốn nhập viện điều trị thì còn phải xem ý người khác thế nào. Rõ ràng là quyền quyết định mạng sống của bạn lại nằm trong tay người khác. Hơn nữa, bạn cần phải có người nhà hậu thuẫn, có quan hệ mới được nhập viện. Còn người dân bình thường không có hậu thuẫn, không có quan hệ, thì chỉ có thể về nhà tự mình cách ly. Cái gì gọi là về nhà tự mình cách ly? Đây không phải bằng như nói tự mình mang virus lây bệnh về nhà ư? Được rồi, tôi là một người dân bản địa. Tôi cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm đem những sự thật này những gì mà tôi nhìn thấy, những gì mà tôi suy nghĩ trong đầu biểu đạt ra. Ở Trung Quốc, nếu bạn không có khả năng, bạn đăng tải thông tin nào lên thì bị xóa cái đó. Vậy nên tôi mong rằng những người Hoa ở hải ngoại trên khắp thế giới có thể biết được những chuyện này. Tôi mong rằng các bạn có thể giúp đỡ người dân Vũ Hán chúng tôi. Không cần các bạn phải quyên tiền vào tài khoản, quyên góp khẩu trang gì đó cho chúng tôi. Tôi chỉ mong các bạn có thể tập trung theo dõi sự kiện này và chia sẻ nhiều hơn, từ đó làm dấy lên sự chú ý của chính phủ Trung Quốc. Hiện giờ mười mấy thành phố của tỉnh Hồ Bắc chúng tôi đã bị phong tỏa rồi. Nhu yếu phẩm, vật tư, tất cả đều thiếu thốn, kể cả trang thiết bị y tế nữa. Tất cả đều là một mớ hỗn độn. Các ông muốn làm gì vậy? Muốn vứt bỏ muốn hại chết mấy chục triệu người dân chúng tôi giống như cái năm nào đó ư? Tôi không muốn vạch trần những điều khác để tránh cho họ vu cáo rằng tôi tung tin gì đó, rồi lại mời tôi lên cơ quan uống trà. Chúng ta chỉ nói những gì xảy ra trước mắt. Có phải các ông muốn vứt bỏ mấy chục triệu người dân chúng tôi hay không? Nếu không, thì cho đến tận bây giờ, từ lúc phát sinh dịch bệnh đến giờ, Tại sao vẫn chưa có một cuộc kêu gọi tất cả chung tay giúp đỡ rõ ràng, khách quan và hiệu quả? Tại sao người dân chúng tôi chưa hề nhìn thấy có một cuộc kêu gọi mang tính toàn quốc nào cả? Bây giờ, nếu chúng tôi bị lây nhiễm virus thì phải trị liệu như thế nào? Cứu trợ như thế nào đây? Đến viện xét nghiệm thì không ai quản, không ai chăm sóc. Xếp hàng thì phải đứng mấy tiếng đồng hồ, vốn dĩ không có bệnh, nhưng vào đó rồi, thế nào cũng bị lây nhiễm chéo. Nếu như xem được video này, Thật sự rất mong các bạn có thể đồng cảm với người dân Vũ Hán chúng tôi, bởi, bởi ai cũng có những lúc gặp phải khó khăn. Chúng ta đều đang sống chung trên một địa cầu, một mái nhà chung trên trái đất này, phải vậy không? Ai gặp khó khăn thì tất cả chúng ta giúp đỡ. Đây là quan niệm văn minh của nhân loại thế kỷ 21. Tôi tin rằng bất cứ một quốc gia nào trên thế giới đều như vậy cả. Tại sao ở Trung Quốc lại là tình cảnh như thế này? Các ông đã không đến giúp đỡ người dân Vũ Hán chúng tôi thì thôi chính quyền vũ hán các ông không có hành động thì đã đành nhưng các ông lại còn phong tỏa thông tin không công bố sự thật ra bên ngoài cá nhân tôi nghi ngờ rằng số người thực sự bị nhiễm virus ở vũ hán hiện giờ có thể thêm hai con số không đằng sau số liệu báo cáo chính thức của chính phủ hơn nữa nó chỉ có hơn chứ không kém còn con số lớn nhất thì tôi sẽ không nói ra để tránh mọi người cho rằng tôi đang bịa đặt. Dù sao, là một người bản địa, cảm nhận chủ quan của cá nhân tôi cho rằng số người bị lây nhiễm bệnh thực tế còn nhiều hơn cả hai con số không phía sau. Các số liệu báo cáo chính thức của chính phủ vẫn chưa phải là kết quả cuối cùng. Được rồi, tôi hy vọng rằng sau khi các bạn xem được video này, Hãy chia sẻ rộng rãi cho nhiều người hơn nữa. Nhất định phải dùng áp lực dư luận khiến chính phủ Trung Quốc có ý thức phải chịu trách nhiệm về việc này. Nếu không, thì hiện nay hơn 10 triệu người dân Vũ Hán chúng tôi về căn bản đã không có khả năng tự cứu lấy mình nữa. Hàng ngày, ngoài việc núp ở trong nhà sợ hãi, lo lắng ra, đổ bệnh rồi cũng chỉ biết nói là mình đã bị nhiễm bệnh rồi, cũng không có cách nào tự cứu mình. Trên thế giới này, còn có điều gì đáng sợ hơn thế nữa không?